Ngày mới vợ chồng phải chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Hôm nay vợ chồng mình tiếp tục nấu lại một cái món đặc biệt của Trà Vinh. Không phải bún nước lèo mà là cái món này là món bún suông. Hồi đợt rồi thì mình có nấu một lần rồi, nhưng mà mình làm con suông không được đẹp lắm. Để lần này mình rút kinh nghiệm mình trước thử coi làm cái con suông nó có đẹp hơn cái con suông được rồi hay không nha. Xin mời cả nhà cùng theo dõi video nha. Trước tiên thì rau mình ăn kèm với cái bún suông hôm nay thì có bắp cải và rau muống, tí tô và rau thơm. Và còn đây là me, me thì mình làm nước chấm. Còn bên đây là không thiếu phần giá nha. Và cái nguyên liệu chính hôm nay để nấu á là tôm, tôm tươi. Và mình mua thêm giò sống nè. Giò sống mình sẽ quết trộn chung với lại tôm. Và thêm cái em nói cái bột gì ạ? Bột nếp. Bột nếp đó. Chứ mình bỏ bột nếp hơi ít, nó có dính hơn nè. Và xương heo, xương heo để mình nấu nước súp cho nó ngọt. Và đây là thịt, thịt để mình trang trí thêm vô. Và kèm thêm đó là tôm, tôm thịt đó. Nó như sao chắc em mua nó còn tương đối luôn đó. Cái bắt đầu em luộc luôn. Còn phần làm con suông á là tôm nè, giò thủ nè, à lộn, giò sống nè. Tôm giò sống với gì em? Có thịt cái gì không? Thì mình nên hành tím rồi tỏi mình đâm vô cho nó nhuyễn. Chỉ là tôm giò sống thôi chứ không có thịt đúng không? Không có thịt. Hai thứ thôi là mình làm được con suông này. Con suông tôm. Bây giờ mình sẽ làm cái gì bây giờ tiếp tục đây? Bắt nồi nước lên em đi. Bắt nồi nước nấu xương cho nó ra nước đúng không? Đó, bây giờ mình có nồi nước rồi mình sẽ bắt lên nấu. Đây nắp đậy lại cho nó mau sôi. Thịt xương này á vợ mình đã trụng hết rồi thì bây giờ không cần để nước sôi, mình thả vô luôn bây giờ. Còn con gái của mình đang ở dưới đây nè, nè ngồi dưới cái xe cái chọt chọt nè, tại thấp quá không có vô được, chơi đưa cho cái ca cầm chơi cái chọt chọt dưới. Chưa chịu ngủ nó đem lại này xong phụ anh làm cho bây giờ mình thả xương thả thịt rồi vô nấu cho nó mềm ra nước ngọt hết để chín luôn rồi rất rồi. Trời bữa nay vẫn còn mưa nha cả nhà, vẫn còn mưa bão, ngoài trời thì đang mưa rơi, đường lầy ướt ngõ tóm, mưa bia dài níu hắt nghe bụi ngu sao dằn miếng muối luôn ha ma. Mình dặn tí muối vô trong cái nồi nước dùng luôn. Bữa nay dạ. Cái gà nó xé đã luôn rồi nè. Một tí bột ngọt. Ăn. Hồi sáng thì mình về cho gà ăn á. Gà mình mới đây nở nè. Nó nở được thêm được 5 con, còn 2 con mới sảy mỏ à. Bây giờ làm gì nữa em? À bên đây là cái nồi, cái chảo này là cái chảo cua để nấu cháo cho con hả? Con dư hết rồi đây. À, cua, bữa nay mình cho con của mình ăn cháo cua đồng. Rồi, bây giờ mình sẽ lột tôm ra. Ôi mèn đét ơi, con à. Lợi lôi, lôi tới mấy cái nồi, cái chảo luôn rồi. Gớt không anh, gớt không anh? Hả? Gớt không? Gớt sao đừng gớt. Cái móc anh làm cứng lắm. Trời đất ơi. Nè, cho cả nhà coi sơn cái nè. Đó nó quạng vậy đó. Ừ, tôm này lột vừa chín tới ngon nè. Em sợ nó em đổ chút nước à. Đúng rồi. Tôm này hầm trang trí lên trên cái tô. Tô phải không? Bạn biết đường, bạn biết đường lột cho nó đẹp. Nó xương không cái không có gì hết trơn, không có ngon, không có đẹp. Giờ vợ mình thì đang chuẩn bị rau, bào bắp cải, rửa rau rồi để sẵn hết. Ở ngoài ruộng xa xa là một đàn vịt, người ta đang chạy đồng.
mình làm nước me, cho ra nước me xong mình làm nước mắm năm tỏi ớt để vô là xong rồi, xíu đường xíu bột ngọt nữa ra nước chấm me. Còn bên đây thì mình đã lột xong nha, mình nước sôi vô nó ra nước me đẹp không? Cho ra nước me chút xíu đây rồi mình làm nước. Cái nồi nước dùng của mình bây giờ mình để thêm củ cải trắng vô nha cả nhà, cho nó ngọt nước luôn, ngọt chậm nước bỏ vô luôn. Cái thịt của mình dùng lên chắc có củ chín nào á, chút dớt cho nó nguội rồi mình cắt luôn. Đây là mấy con tép hồi nãy giờ mình đã lột rồi nè, để cho nó gáo thiệt là gáo nước đó. Bây giờ mình sẽ để vô trong cái cối nè, mình đâm đó, đâm cho nó nát nhuyễn ra. Đây cái cối này là cối đá hồi nãy mình lấy ở trong vườn về nè. Hồi đợt rồi á mình đâm á là cái cối cây đó, bây giờ mình để tôm vô đây đâm. Tôm với hành nè, có hành vô luôn ha, đâm cho nó nhuyễn ra hết. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình đâm đây, đâm cho nó nát ra. Đợt rồi là cái cối cây á mình đâm nó không có được nhuyễn lắm, nên cái con suông được rồi không được ngon, là không được đẹp á, lộn, không được đẹp, chứ cái gia vị á thì rất là ngon rồi. Mình để hết hành vô đây mình đâm luôn một lần một. Cả nhà này thấy mình lạ không? Mình mới đi làm đẹp vậy á, chơi nhưng mới đi cắt tóc. Rồi bây giờ mình sẽ xắt cục thịt này ra chín. Bọn em thì bỏ dầu sống vô đây, nêm cho chị vô rồi quết cho nó ha, cắt cho nó đều nha. Bữa nay em làm tôm nó nhuyễn luôn á, tan nát hết rồi hả? Tức là mình nêm gia vị chị vừa ăn. Đúng không? Thất bại là mẹ của thành công, đúng không cả nhà? Đó, mình để bột nếp với cái gì? Giò sống với nêm nếm gia vị vừa ăn ha. Bây giờ mình bớt trộn đều lên. Anh đổ cho em miếng hạt đều vô cho nó đỏ đỏ nữa. Mình ha, được ha. Bằng cây. Đâm được này mẫu tay thấy bà nội luôn. Đó mình để một miếng dầu điều vô cho nó có màu đẹp nha cả nhà. Chúng hồi con suông của mình nó trắng nhách nè. Còn bên đây là dĩa thịt với tôm của mình xong rồi. Mắm me cũng làm xong. Bên đây là mắm me, mắm me làm xong luôn rồi. Bây giờ bắt đầu mình bỏ những cái hồi nãy giờ mình quết nè, giò sống với lại tôm á. Bây giờ mình để trong bịch rồi mình nặn ra. Tại vì mình không có đồ nghề nha, mình không có đồ nghề dụng cụ làm đầy đủ, cho nên mình để trong bịch nè. Mình không biết đồ nghề là cái gì luôn nữa. Thì mình để đây mình nặn ra. Đây, mình nghĩ cho vô bịch về. Giờ mình sẽ rút lại cho nó thiệt là chặt xuống. Đây, đoạn nhỏ này.
Đó, bắt đầu giờ mình sẽ nặn con suông ra. Ra con suông dài luôn anh ơi. Này. Dài thòn luôn nè. Ghê. Sao có thấy thành công của anh ha? Được rồi đó. Anh cắt ra không? Cắt ra nó dài quá không? Cho nó dài lại đi, rồi cắt ra. Nãy quét nó dai lắm mà sao chín nó bị gãy. Giờ tiếp tục mình nặn nó ra. Đây, bây giờ cái con suông của mình đã làm xong rồi nè cả nhà. Nói chung là đỡ hơn cái đợt rồi chút xíu nhưng mà cũng chưa hài lòng lắm. Thôi, coi sao ăn vậy hả cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ gấp ra ngoài cái tô và sau đó là chan nước súp vô là mình ăn được rồi. Bây giờ mình sẽ chan nước dùng vô, chan nước súp vô. Dùng lại cái cho rau chín ha. Rồi sau đó là cho một cục xương vô. Giờ để tôm thịt nó lên. Cuối cùng hai vợ chồng mình quần quật trong bếp nãy giờ thì cũng đã được xong hai tô bún suông nè. Đó, bên đây là còn tôm với thịt ha. Đây cả nhà thấy hấp dẫn không? Và còn bên đây là một xịa rau. Mình thưởng thức thôi. Xin mời cả nhà cùng ăn với vợ chồng mình nha. Bún suông, món này của Trà Vinh. Mình cho thêm một miếng bắp cải nè. Một miếng rau thơm nữa nè. Còn ra miếng một cái tôm này. Ăn rau nhiều nhiều nó mới ngon. Mình nghĩ cho phải chan nó nghe luôn nè. Cho miếng nước me vô nó mới có mùi vị. Nó tới me là chảy nước miếng nữa rồi đó. Cả nhà có ai chảy nước miếng không? Rồi thưởng thức thôi. Mang không có ớt nha.
gì con? Hả? Sao? Dạ. Nhóm lên luôn á anh. Hả? Đây. Mời cả nhà ăn thử một con sun nha. Chuông thì được, không nhỏ. Mình nhỏ được, đỡ hơn được rồi một chút. Có tiếng bột. Nói chung nó có mùi vị tôm nè. Tôm với lại giò sống. Này nói chung là con này chỉ là tôm không chứ chút xíu bột à. Rồi chút xíu bột một nếp á cho nó kết dính mà. Giò trống này nó đã kết đây rồi. Thêm cái tôm này nó cũng dai. Cái nào muốn dùng thì mình để thêm nấm súp á. Mình để thêm một miếng dầu dầu gì quên này, dầu hào, hay dầu điều. Cho anh mắm mè vô nè. Cho mắm mè vô ăn nó ngon. Được không? Đặc biệt là mình ăn nước mắm mè chứ không phải là nước mắm trong. Mà nó thiếu cay. Ok luôn. Đầy lớn rồi, tượng chân mình đi con. Cái xương heo á, mềm với chân, xương với thịt. Cái gà nước ngọt. Cái nào cắt màu chim nó đau quá chừng, cái tôm trang trí lên nhiều quá chừng. Có 3 con tôm. Mình ăn cái bún xương này á, lần này là lần thứ 3. Lần đầu tiên là mình về Trà Vinh á, ông anh dắt đi ăn, là lần đó mình mới biết luôn. Này luôn. Bây giờ lần thứ 3 cũng nấu đây luôn. Con gái ơi. Con Ngọc nè. Con Ngọc ơi. Cười. Chưa đến đó là nó cười à chú Yếu. Sáng mình đi công chuyện, mình về tới. Cái chị thấy mình bắt đầu thấy chị đầu. Đầu là phải ẩm nha. Không ẩm không chịu đó. Ẩm rồi ha, trời ơi chỉ vui giống như là hồi đời nào không gặp đi nha. Giò cẳng xí đọt chưa hết, chỉ bung lúng túng quá vậy. Ẩm mày ẩm chắc nha, ẩm cắn nó dậy lắm đó. Thấy ra cái chân, cái mặt nó nóc lùi. Biết nói gì? Bồng chút vậy đó. Bồng chút vậy mà nó im, không bồng nó la hoài. Cái giấy của mình hết rồi nè. Cho còn muỗng ghế không? Không rồi hả? Không tôm đấy. Tôm nhà nó ngọt. Được con. Con đợi cha với mẹ chút. Con đợi chút nha. Bây giờ nó đi tới đâu gặp cái gì nó nắm nó kéo nó lôi đó vậy đó. Bây giờ này giữ nó mới đã luôn. Chạy đụng dầm dầm nữa. Chờ cho ăn chút. Rồi để cho ăn chút. Để cho chào tạm biệt cả nhà cái xong rồi cha ăn cảm ơn nha.
Rồi thôi, video của vợ chồng của mình đến đây cũng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo. Cả nhà hôm nào nếu như có thời gian rảnh á, nấu nàng thử đi. Rất là lạ khẩu vị nhưng mà dễ ăn, nấu cũng lẹ thì không có lâu lắm ha. Rồi xin chào, tạm biệt cả nhà.